Chào mừng các con đã trở lại với khóa học trực tuyến Tiếng Việt lớp 5 cùng trang web OLM. Các con thân mến, nối tiếp chương trình tuần 6 của chủ điểm Cánh Chim Hòa Bình, ngày hôm nay cô giới thiệu đến các con một bài học vô cùng lý thú và bổ ích, đó là bài học tập làm văn, luyện tập làm đơn. Và không để các con chờ đợi lâu hơn nữa, cô trò chúng ta cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay thôi nào. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học với nhiệm vụ đầu tiên. Bài 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi. Bài văn các con cần đọc có nhan đề Thần chết mang tên bảy sắc cầu vồng. Bây giờ các con hãy cùng cô đọc nhé. Thần chết mang tên bảy sắc cầu vồng. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mỹ đã giải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng, xanh, hồng, tía, da cam. Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá hủy hơn 2 triệu hecta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài mông thú, gây thảm họa môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau hơn 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm bệnh và con cái họ như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh. Ước tính cả nước hiện nay có khoảng 70.000 người lớn và 200.000 đến 300.000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em bé mất tử trong bụng mẹ hoặc mất ngay lúc mới sinh, chưa kịp sống trọn một giờ bên cha mẹ, anh em mình. Như vậy, bài văn này đề cập đến vấn đề chất độc màu da cam và hậu quả nặng nề mà nó để lại. Các con hãy cho cô biết chất độc màu da cam là gì? Cô khen các con vì các con đã trả lời rất chính xác. Chất độc màu da cam là chất độc đựng trong thùng đánh dấu phân biệt bằng màu da cam. Các con thân mến, đối với bài văn này, chúng ta cần trả lời hai câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi A. Chất độc màu da cam gây ra hậu quả gì cho con người? Câu hỏi B. Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau cho những nạn nhân chất độc màu da cam? Sau khi đã đọc kỹ văn bản vừa rồi, các con hãy cho cô biết chất độc màu da cam gây ra hậu quả gì cho con người? Xin mời các con trả lời câu hỏi. Đúng là như vậy. Sau hơn 30 năm, chất độc màu da cam vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người. Chính bởi vậy, nó gây ra những bệnh nguy hiểm cho những người nhiễm độc và con cái họ như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh. Các con ạ, chất độc màu da cam là nỗi ám ảnh của toàn dân tộc ta bởi vì nó đã để lại những hậu quả vô cùng tàn khốc. Trong đó, hậu quả nặng nề nhất chính là hậu quả để lại cho con người. Ước tính cả nước ta hiện nay có khoảng 70.000 người lớn và 200.000 đến 300.000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đây là con số không hề nhỏ. Chưa kể, đáng tiếc hơn, có những em bé mất từ khi còn trong bụng mẹ hoặc từ khi mới sinh, chưa kịp sống trọn vẹn bên gia đình, cha mẹ và anh em của mình. Khi biết được những câu chuyện như vậy, cô tin rằng các con đều mong muốn mình có thể thể hiện tình yêu thương, sự cảm thông cũng như thực hiện những hành động để phần nào san sẻ nỗi đau, nỗi bất hạnh với những nạn nhân chất độc màu da cam. Bởi vì cô tin rằng các con chính là những học sinh luôn có một trái tim giàu tình yêu thương và một tâm hồn nhân hậu.
Vậy để có thể giảm bớt phần nào nỗi đau của nạn nhân chất độc màu da cam, chúng ta nên làm gì? Cô trò chúng ta sẽ đi tìm lời giải đáp cho thắc mắc đó qua câu hỏi B. Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau cho những nạn nhân chất độc màu da cam? Các con hãy giúp cô giải đáp thắc mắc này nhé! Đúng là như vậy! Chúng ta có thể thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình có người nhiễm chất độc màu da cam. Sáng tác truyện, thơ, bài hát, tranh thể hiện sự cảm thông với các nạn nhân chất độc màu da cam. Vận động mọi người giúp đỡ các nạn nhân chất độc màu da cam. Lao động công ích gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam nói riêng và nạn nhân chiến tranh nói chung. Và nếu ở địa phương các con, tổ chức thành lập đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, chắc chắn các con sẽ tham gia đúng không nào? Và để tham gia vào đội tình nguyện, các con cần phải viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện. Chúng ta sẽ thực hành viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện trong bài tiếp theo của bài học, đó là bài 2. Nhiệm vụ của bài 2 như sau. Giả sử địa phương em tổ chức đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, em hãy viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện. Các con lưu ý, khi chúng ta viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện, chúng ta cần phải viết theo đúng như quy định. Các con hãy cho cô biết, một đơn xin gia nhập đội tình nguyện hợp lệ là một đơn xin bao gồm những nội dung bắt buộc nào? Đúng vậy, đơn xin bắt buộc phải có quốc hiệu, tiêu ngữ, nơi và ngày viết đơn, tên của đơn, nơi nhận đơn của đơn xin gia nhập đội tình nguyện chúng ta cần viết là Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ địa phương. Và tiếp theo là phần nội dung đơn. Trong phần này chúng ta sẽ có 4 phần nhỏ: giới thiệu bản thân, trình bày lý do vì sao muốn gia nhập đội tình nguyện, lời hứa tham gia tích cực mọi hoạt động của đội, lời cảm ơn, và cuối cùng là chữ ký và họ tên của người viết đơn ở cuối đơn. Các con lưu ý, trên màn hình mà các con đang quan sát lúc này chính là một lá đơn xin tham gia đội tình nguyện của một bạn nhỏ tên là Đồng Mỹ Anh, đến từ lớp 5A của trường tiểu học Lê Quý Đôn. Các con hãy quan sát thật kỹ và cho cô biết, đơn xin của bạn Đồng Mỹ Anh đã đầy đủ các nội dung theo như yêu cầu chưa? Và nếu chưa đầy đủ thì các con hãy chỉ ra đơn xin của bạn còn thiếu những nội dung nào? Xin mời các con trả lời câu hỏi. Các con trả lời rất chính xác. Đơn xin gia nhập đội tình nguyện của bạn thiếu nơi và ngày viết đơn, thiếu cả tên của đơn, và thiếu phần cuối cùng là chữ ký và họ tên của người viết đơn ở cuối đơn. Tương tự như vậy, các con có thể tham khảo đơn xin gia nhập đội tình nguyện của bạn Mỹ Anh để các con có thể viết cho mình một đơn xin gia nhập đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, cũng như viết các loại đơn xin khác nói chung. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Bài học này đã giúp các con củng cố và thực hành viết đơn. Vậy nên hy vọng qua bài học này, các con sẽ tự viết cho mình những lá đơn trong những trường hợp khác nhau. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo cùng OLM.